Thì Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người. Bây giờ là 6 giờ 30 giờ Cali tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ bước vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là vụ nổ mìn diễn ra tại Bắc Syria khiến cho bốn anh em đã bị thiệt mạng. Bản tin từ Beirut cho biết bốn trẻ em đã bị thiệt mạng vào ngày thứ hai sau khi một bãi mìn còn sót lại đã ở trong một căn nhà à, chung cư bị bỏ trống đã nổ bùng nổ ở khu vực mà phía à, nhóm à, phím quân đã chiếm đóng ở phía bắc Syria và đây là nơi được xem là có cuộc chiến đối lập giữa phía chính quyền syria và giống phiến quân lực lượng đối lập của syria là civil defense cho biết rằng là bốn à, anh em đã bị thiệt mạng trong cái vụ nổ ngay tại cái thị trấn gọi là binis à, và nhóm này còn có tên là White hermes và trong đó thi hài của họ gần như là nằm sát với lại một cái ngôi chùa tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết một cái tổ chức quan sát nhân quyền của syria tại anh đặt trách về nhân quyền Tôi biết là sáu anh em này đã bị bốn anh em này đã bị thiệt mạng trong cuộc building sau khi mà họ vui chơi và nhảy vào trong building khi mà chờ cái bãi mìn ở trong đây đã bùng nổ và trong đó gần như là đã khiến cho à, khiến khu vực ở xung quanh đều gây sửng sốt bởi vì đây là cái vụ tai nạn lớn nhất kể từ 11 năm qua à, xảy ra nội chiến tại đây cơ quan quan sát nhân quyền này cho biết là tổng cộng 176 người bao gồm luôn 10 phụ nữ và 91 trẻ em đã à, bị thiệt mạng trong các bãi mìn được đặt tại Syria kể từ khi mà cuộc chiến à, nội chiến bắt đầu và từ năm 2011 thì đã có hàng trăm ngàn người đã phải rời khỏi Syria trước chiến tranh à, thì à, quốc gia này có khoảng 23 triệu dân và hiện nay gần như họ rơi vào trong tình trạng nội chiến và trong vài năm qua thì tổng thống của Syria là ông Pasta al đã tìm cách kiểm soát lại một số khu vực phía bắc sau khi mà ông ta đã được hậu thuẫn bởi Nga và Iran. Đây được xem là một trong những biến cố mới nhất diễn ra tại phía của Trung Đông. Cùng một lượt thì à, dân quân đã tấn công một cái vị trí an ninh ở Yemen khiến cho 14 người bị thiệt mạng tin từ cairo cho biết là nhóm nghi can dân quân al qaeda trong ngày thứ ba đã mở cuộc tấn công vào một cái trạm an ninh ở phía nam của yemen và có sự đụng độ với lại uh, lực lượng tại đây khiến cho tám uh, binh sĩ bị thiệt mạng và 6 dân quân cũng đã bị thiệt mạng. Uh, cuộc uh, tấn công này diễn ra vào sáng ngày hôm nay ở Anwa, một tỉnh nằm ở tại Abian và nhắm vào mục tiêu là các cái lực lượng uh, cái vòng đai an ninh của chính quyền Yemen và lực lượng an ninh tại đây trung thành với lại cái um, chính quyền của Yemen đã có cuộc đối đầu với các dân quân. Trong khi đó thì một cái hội đồng riêng biệt uh, ly khai đã được hậu thuẫn bởi Vương quốc Ả Rập thống nhất thì đã kiểm soát ở phía nam của Yemen nơi được xem là có sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế bởi chính quyền này và trong đó thì một trong những phát công viên phát công nhân của lực lượng quân sự Yemen là adu Megali. À, cho biết rằng là ít nhất có 8 binh sĩ đã bị thiệt mạng và 6 dân quân đã bị chết trong cái cuộc tấn công và chạm súng này và trong đó thì à trong số những người chết bao gồm luôn là một chỉ huy uh, trưởng cao cấp của lực lượng uh, chống lại lừa khủng bố ở Yemen. Và cái vòng đai an ninh tại Yemen cho biết trong bản statement là có một số binh sĩ khác cũng đã bị thương trong cuộc uh, đụng độ này. Vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho cuộc đột kích trên. Tuy nhiên thì vẫn uh, tình nghi là mạng lưới uh, được xem là uh, hoạt động của dân quân nhóm Al-Qaeda có cái chi nhánh tại uh, khu vực bán đảo Ả Rập có tên gọi là AQAP. AQAP từ lâu nay được xem là một nhánh dân quân nguy hiểm trên toàn cầu và thân uh, uh, âm mưu thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ hoa kỳ AQAP đồng thời cũng có một cái nho có liên hệ với nhóm hồi giáo được ra xem là nhà nước hồi giáo ISIS và trong đó gần như là đang có những cái cuộc đối đầu với lực lượng Yemen tại đây. Đây được xem là một trong những cái khu vực cũng đang có à, nội chiến và Yemen đang rơi vào cuộc nội chiến sau khi mà nhóm hồi giáo Houthi do phía Iran hỗ trợ đã chiếm được thủ đô và không được cộng đồng quốc tế thừa nhận đang có cuộc chiến với chính quyền của Yemen. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay. Trong khi đó thì Iran đã bị phát hiện là tìm kiếm kỹ thuật phát triển nguyên tử tại Thụy Điển. Bản tin mới nhất cho biết là giữa lúc chính quyền của Joe Biden đang tạm thời tìm cách giới hạn tất cả cái việc mà phát, phát triển bom nguyên tử của Iran một giới chức tình báo của Thụy Điển báo cáo rằng nhà nước hồi giáo Iran đã bất hợp pháp tìm kiếm các cái kỹ thuật về nguyên tử ở tại quốc gia này từ năm 2021, bản tập tài liệu này đã được đưa ra và đặt câu hỏi về tình trạng mà đã có những cái hành những cái tranh cãi liên quan tới cái chế độ này trị giá là 275 tỷ mỹ kim trong cái quyền lợi kinh tế trong cái năm đầu tiên mà họ đã nhận được khoảng 1 000 tỷ mỹ kim từ đây đến năm 2010 trước Trước khi mà có cái cuộc gọi là thỏa thuận năm 2015 và trong đó thì cái nguồn tin từ cơ quan tình báo của Thụy Điển à, cho biết rằng là Iran đã tìm cách hoạt động gián điệp ở trên mảnh đất của Thụy Điển và tìm kiếm tất cả những cái kỹ thuật nguyên tử ở tại quốc gia này mục đích là phát triển vũ khí nguyên tử. Bản báo cáo dài 80 trang và trong đó được xem là có đe dọa tới an ninh quốc gia của thụy điển và nói rằng giới tình báo của iran đã hoạt động gần như là rất là trắng trợn ở tại thụy điển bản báo cáo này được tung ra giữa lúc mà chính quyền của joe biden đang tìm cách quay lại cái thỏa ước nguyên tử đối với lại Iran trong lúc mà phía do Thái đã có quyết liệt phản đối về cái uh, việc mà quay lại cái hiệp ước nguyên tử này và trong đó thì một nhà hoạt động cho nhân quyền gốc Iran ở Thụy Điển có tên là Bazagan đã nói với đài truyền hình Fox là nhà nước hồi giáo vẫn là không phải là nhà, nhà nước bình thường một mặt họ tìm cách thỏa thuận với bên ngoài một mặt khác họ vẫn tiếp tục theo đuổi các cái chương trình mà à, ông xem là khủng bố bao gồm luôn bảo trợ cho những thành phần dân quân hoạt động ở tại à, trung đông à, sát hại những nhà bất đồng chính kiến bắt giữ con tin à, chế tạo bom và thực hiện các cuộc à, à, tấn công khủng bố và tạo ra sự hỗn loạn ở nhiều nơi và trong đó thì à, ông bazarkin nói rằng chế độ này gần như vẫn chưa bao giờ giữ lời cam kết và đã quá đủ Hoa Kỳ và Âu Châu nên hiểu rằng chế độ này nguy hiểm cho an ninh của thế giới và cần phải xem họ giống như là cái chế độ của Hitler, tức là Đức Quốc xã. Ông Bazagan đã lên tiếng và điều trần ở tại cái tòa án ở tại Stockholm nhắm vào một cựu viên chức của chính quyền của Iran có tên là Hamid Nouri, người đã bị kết tội hồi tháng 7 về tội ác chiến tranh liên hệ tới một cái vụ mà thảm sát các tù nhân chính trị năm 1988 tại Iran. Trước đó thì chính quyền của cựu tổng thống Trump đã ban lệnh cấm vận đối với lại ông với lại Iran và đặc biệt nhắm vào ông tổng thống Ebrahim Raisi người mà đã có vai trò rất quan trọng trong cái cuộc thảm sát 5.000 người tù nhân Iran năm 1988 và trong đó thì bao gồm luôn việc mà hành quyết đối với lại người anh trai của ông Bazargan là Bijan trong thời gian mà sát hại năm 1988 để mà xóa sạch tất cả những nhân vật bất đồng chính kiến và cơ quan Tình báo của Thụy Điển cho biết đã có bằng chứng cho thấy nhà nước Iran vẫn tiếp tục đang theo đuổi chương trình vũ khí nguyên tử. Đây được xem là bản báo cáo có thể sẽ gây trở ngại cho cái thỏa ước nguyên tử mà ông Joe Biden muốn quay trở lại với Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông và của Iran ngày hôm nay. Trong khi đó thì Tổng thống của Do Thái sẽ có bài phát biểu tại nghị viện của Đức sau khi mà dự cái kỷ niệm đánh dấu đúng 50 năm mà có cuộc tấn công vào cái uh, ngôi làng Olympic ở Munich năm 1972. Tổng thống của Do Thái sẽ phát biểu trên sàn nghị viện của Đức vào ngày thứ ba cùng với là lời phát biểu chung với lại uh, một số những uh, nhân vật tại nghị viện của Đức liên quan tới tình trạng Holocaust tức là thảm sát người Do Thái dưới thời Đức Quốc xã, 6 triệu người uh, uh, do Thái giáo ở ở tại Âu Châu đã bị sát hại bởi Đức Quốc xã và gần như là đã có những cái hành động bức hại người do Thái ở trong đại diện thế chiến và chưa bao giờ trong lịch sử con người lại có một cái chiến dịch mà lực lượng Đức Quốc xã đã thực hiện đối với người do Thái vị tổng thống này đã phát biểu như trên ông tên là Isaac Herzog đã nói với tất cả các nhà lập pháp ở Budapest và chưa bao giờ À, lịch sử có được à, một cái à, dấu thói một cái à, hành động giả man như vậy đối với lại đức quốc xã và trong đó gần như họ đã xóa sạch tất cả những cái à, tính nhân bản của con người và giờ đây chúng ta phải tránh xa tất cả những cái chủ nghĩa cực đoan. Ông Herzog đã phát biểu rằng thân phụ của ông vốn là cựu à, tổng thống của do thái là ông Clem Herzog cũng là nằm trong phong trào gọi là chống lại Đức quốc xã từ năm 1945 à, chiến đấu bên cạnh các binh sĩ lực lượng của Anh và ông mô tả về cái tình trạng mà người do thái đã bị thảm sát như thế nào trong lúc mà ông dự cái à, buổi lễ đánh dấu đúng 50 năm khi mà lực lượng dân quân Palestine đã tấn công vào cái làng à, Olympic ở tại Munich và bắt giữ con tin và sau đó thì à, chính quyền của Tây Đức đã cho mở cuộc tấn công để mà cứu con tin nhưng kết quả thì chính vận động viên và à, của người Do Thái và thân nhân của họ đã bị sát hại bởi lực lượng Palestine. Việc này đã dẫn tới một cái sự căng thẳng tranh chấp trong nhiều năm giữa chính quyền Do Thái và chính quyền của Đức và kết thúc vào tuần trước sau khi chính quyền của Đức đã đồng ý ta bồi thường một số tiền lớn cho gia đình thân nhân của các nhà thể thao của Do Thái bị sát hại trong cái cuộc gọi là bắt giữ con tin này và gửi một cái lời xin lỗi đối với lại gia đình của các người Do Thái. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra tại Âu Châu. Cùng một lượt thì phía của Do Thái đã lên tiếng thú nhận có thể đã xảy ra tai nạn khi mà bắn chết nhà báo Serin Abu Akli của đài truyền hình Al Jazeera ở tại khu vực Tây Ngạn một cuộc điều tra từ phía quân đội do Thái cho biết là rất có khả năng rất cao là một ký giả gốc uh, Palestine mà là quốc tịch Hoa Kỳ làm việc cho đài truyền hình Al Jazeera đã bị uh, binh, binh sĩ si của họ bắn thiệt mạng trong một tai nạn và họ nói rằng họ sẽ không có mở ra một cuộc điều tra về hình sự trước đó thì uh, nữ ký giả này đã có mặt trong cái cuộc tranh chấp giữa người Palestine và do Thái và cuối cùng cô đã bị bắn chết bởi viên đạn bay từ phía quân đội của do Thái Trước đó thì phía Do Thái đã bác bỏ tất cả những báo cáo này, trong khi phía Palestine đã lên tiếng và nói rằng binh sĩ của Do Thái đã bắn chết ký giả này. Và cuối cùng thì phía chính quyền Do Thái đã đưa cái lệnh cho phía Bộ bộ Quốc phòng Do Thái mở cuộc điều tra toàn diện về cái việc mà đối phó với lại cuộc chạm súng với các dân quân của Palestine. Và cuộc điều tra này cho thấy rằng là có khả năng là cô này đã bị trúng một viên đạn của binh sĩ Do Thái, nhưng viên đạn này là viên đạn vô tình chứ không phải là có chủ ý đã khiến cho cô Abu Akli đã qua đời theo tường trình của phía Do Thái và có khả năng rằng viên đạn này nhắm vào một tay súng của Palestine nhưng lại bắn trúng vào cô. Đó là một trong những bản báo cáo sơ khởi trong cuộc điều tra của quốc phòng Do Thái. Tuy nhiên, họ nói rằng họ sẽ không mở cuộc điều tra và sẽ không truy tố hình sự đối với tất cả những cái dữ kiện này và cho rằng quân đội có quyền tự vệ trước cuộc tấn công của dân quân và trong đó họ đã có cái gọi là một cái à, biến cố và một cái tai nạn khiến cho nữ ký giả này đã bị thiệt mạng đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung đông ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của âu châu ngày hôm nay các quốc gia âu châu đang để ý tới việc mà đặt giá trần cho cái uh, nguồn khí đốt từ nga sau khi mà Moscow đe dọa là sẽ ngưng lại cái việc mà cung cấp nguồn khí đốt cho uh, Âu Châu, các quốc gia trong Âu Châu đang tìm cách và uh, gọi là đặt cái giá áp đặt đối với lại cái uh, giá sỉ về uh, khí ga tức là khí đốt thiên nhiên sau khi mà phía Moscow đã tăng áp lực giữa lúc đang có cơn khủng hoảng diễn ra tại Âu Châu ở uh, trong vấn đề năng lượng uh, người đứng đầu của cái uh, cơ quan năng lượng của quỹ hội Âu Châu đã lên tiếng thúc giục các quốc gia thành viên là nên duyệt xét lại cái da đặt ra một cái mức giá cao nhất và uh, tối đa cho tất cả những cái nguồn khí đốt nhập từ Nga và trong đó để à, trừng phạt đối với Nga theo tường trình của tờ Financial Times đã đưa ra vào ngày hôm qua kể từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine thì à, cái à, giá cả năng lượng tại Âu châu đã tăng khá cao và lúc đó Nga đã Nga lại là cái quốc gia quan trọng cung cấp nguồn khí đốt và năng lượng cho các quốc gia này dẫn tới việc mà đã có sự đối đầu các quốc gia Tây phương và Nga và giá giá năng lượng tăng cao là một phần trong bản kế hoạch và giới hạn cái giá này là nằm trong một phần bản kế hoạch để tìm cách tránh dần cái nguồn năng lượng từ phía nga Putin đang sử dụng năng lượng là một thứ vũ khí để cắt bỏ nguồn cung cấp và thao túng cái thị trường năng lượng của chúng ta. Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch của Quỹ hội Âu Châu đã tweet trên Twitter, ông ta sẽ thất bại và Âu Châu sẽ có phương cách để đối phó. Trong khi đó, thì ngày hôm qua, phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ ngưng lại cái việc cung cấp khí đốt cho Âu Châu thông qua đường ống dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline cho tới khi nào mà khối Tây Phương giải tỏa một số lệnh cấm vận nhắm vào Nga trong ngày thứ sáu thì công ty à, dầu khí và khí đốt của Nga là Gazprom nói rằng là Nga phải ngưng lại việc cung cấp dầu khí cho Âu, Âu Châu thông qua ống à, dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline bởi vì à, tình trạng họ nói rằng là có tình trạng khí ga bị lít ra bên ngoài và trong đó họ đã giảm cái mức à, cung cấp cho Âu Châu khoảng 20%. đây được xem là một trong những cuộc đối đầu mới nhất giữa Nga và khối Âu Châu sau khi mà khối Âu Châu đang dự tính là sẽ đặt cái mức giá giới hạn trong cái việc mà nhập cản khí đốt từ phía Nga. Trong khi ngược lại thì Nga tuyên bố là sẽ đóng lại cái ống dẫn khí đốt này cho tới khi nào phía Âu Châu... À, đáp ứng cái việc mà giải tỏa lệnh cấm vận cho họ. Giá cả của năng lượng đã tăng lên trên 300% trong năm nay và con số cao nhất là 340 euro cho một à, à, megawatt trong 1 giờ từ tháng 8. Đây là một con số mà được xem là giới Âu châu phải chi trả và phía Âu châu đang dự tính là sẽ đánh trả Nga nếu tiếp tục có cái hành động được xem là ngăn chặn việc xuất cảng về à, nguồn khí đốt thiên nhiên các viên chức hàng đầu của Âu Châu cáo buộc Nga đã cố tình sử dụng nguồn khí đốt này để làm cái vũ khí chống lại cái lệnh cấm vận của khối Tây Phương. Các thành viên của Âu Châu đã bắt đầu làm việc và với lại cái bản kế hoạch thư mới này trong đó sẽ đặt giá giới hạn cho tất cả những nguồn khí đốt của Nga giữa lúc mà Nga vẫn tiếp tục ngưng lại việc cung cấp khí đốt cho Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và của Âu Châu cùng một lượt thì bản tin mới nhất từ phía giới tình báo hoa kỳ cho biết nga đã phải mua thêm đạn rocket và đạn pháo từ phía của bắc hàn đây là tin khá đặc biệt tin từ washington cho biết là bộ quốc phòng của nga đang trong tiến trình mua hàng triệu cái uh, trái đạn rocket và đạn pháo từ Bắc Hàn trong cuộc chiến tại Ukraine. Theo tường trình mới nhất của giới tình báo Hoa Kỳ đưa ra, một viên chức Hoa Kỳ được giấu tên đã thảo luận với cộng đồng tình báo cho biết vào ngày thứ hai là Nga đã bắt đầu quay sang cái quốc gia đã bị cô lập bởi thế giới là Bắc Hàn. Trong đó là Nga sẵn sàng sẽ có những cái việc mà mua lại tất cả những cái vũ khí từ Bắc Hàn trong lúc mà họ bị giới hạn tất cả cái việc mà nguyên liệu không nhập cản được và không thể chế tạo thêm và sản xuất thêm đạn dược. Cơ quan tình báo của Hoa Kỳ nói rằng Nga có thể sẽ mua thêm của Bắc Hàn các cái loại dụng cụ trong tương lai và trong đó lần đầu tiên đã được tiết lộ bởi tờ New York Times. Và viên chức tình báo này không cho biết là có bao nhiêu vũ khí mà Nga sẽ mua từ phía của Bắc Hàn. Tuy nhiên, việc phát hiện này diễn ra sau khi chính quyền của Joe trong thời gian gần đây xác nhận là lực lượng quân sự của Nga trong tháng 8 đã nhận được một số những cái tròn do phía Iran sản xuất để sử dụng trong chiến trường của Ukraine. Tòa Bạch Ốc vào tuần trước nói rằng Nga đang đối diện với những cái vấn đề kỹ thuật bởi vì họ chưa biết cách sử dụng các cái loại tròn do phía Tây đang cung cấp à, trong lúc mà họ ta đối đầu với lực lượng quân sự của Ukraine. Nga đã bắt đầu mua một số những cái loại à, tròn từ phía của Iran và giờ đây thì bản báo cáo mới nhất cho biết rằng là nga đang tìm cách mua thêm các cái đạn pháo và đạn hỏa tiễn từ phía của bắc Hàn. đại sứ của bắc Hàn tại moscow trong thời gian gần đây đã gặp gỡ với ít nhất là hai nhân vật được xem là uh, của chính quyền nga ở cái khu vực ly khai ở tại donbass và uh, tức là ở uh, Luhansk và Donetsk uh, nhân vật ly khai tại đây và trong đó nói rằng họ sẵn sàng làm việc trong tính chất gọi là gửi công nhân qua để tái xây dựng lại khu vực này trong tháng 7 thì phía bắc hàng đã trở thành quốc gia duy nhất đứng về phía Nga và thừa nhận vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk là hai vùng lãnh thổ độc lập mà Nga đã chiếm trọn từ đó ở khu vực Donbass trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đây được xem là bản tin mới nhất và có thể là sẽ là một cuộc đối đầu gay gắt giữa Bắc Hàn và các quốc gia Tây phương và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là Trung Quốc và Nga đã có cuộc tập trận và phá hủy tìm thủy đỉnh của kẻ thù trên bờ biển phía bắc của Nhật Bản trong cuộc tập trận. Bản tin mới nhất cho biết là cả Nga và Trung Quốc đã có cuộc tập trận chung à, với cái mục tiêu là phá hủy các cái tiềm thủy đỉnh của kẻ thù trong cái cuộc à, tập trận diễn ra trên bờ biển phía bắc của Nhật Bản theo tường trình của Bộ Quốc phòng Nga. Cuộc tập trận này kéo dài một tuần lễ có tên là Vostok năm 2022, dẫn đầu bởi Nga sẽ chấm dứt vào ngày thứ tư. Trên 50.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận này với hàng chục quốc gia, trong đó gồm có Trung Quốc belarus mông, à, mông cổ à, tajikistan và một phần của ấn độ và cuộc tập trận hải quân này đã nằm gần ở khu vực à, của biển nhật bản và trong đó à, cuộc tập trận ngày hôm nay thì cái lực lượng à, quân đội của nga và của trung quốc đã sắp xếp một cái à, mô hình kịch bản là tìm đỉnh của kẻ thù đang hoạt động ở dưới lòng biển và họ sẽ bắn hỏa tiễn để phá hủy các cái tìm tụi đỉnh của kẻ thù đây được xem là cuộc tập trận khá quan trọng diễn ra căng thẳng giữa lúc mà Bắc Kinh và Washington đã có những cuộc đối đầu gay gắt kể từ sau chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi hồi tháng trước và mối quan hệ của Nga và Hoa Kỳ đã căng thẳng khi mà Moscow đưa quân xâm lăng Ukraine tuy nhiên thì cuộc tập trận này được xem là một nỗ lực à, phô trương cho thấy rằng là lực lượng PLA sẽ tập trận chung với lực lượng của nga à, để à, phô trương quyền lực. Tuy nhiên thì à, bản à, một trong những nhà nhận định quân sự của chính Bắc Kinh nói rằng dường như lực lượng PLA vẫn không cảm thấy thoải mái làm việc và tập trận chung với binh sĩ của nga. Nga dường như lại đã bắt đầu khai triển tất cả những cái hỏa tiễn tầm xa của họ ở trên các cái chiến hạm và điều này thì à, phím PLA vẫn chưa có một cái thao tác quen để mà có thể điều khiển tất cả những cái khu trục hạm của họ khi mà đối đầu với những cái chơi, hỏa tiễn của phía Nga. Đó là một trong những nhận định mới nhất trong cuộc tập trận này. Cùng một lượt thì Nhật Bản đã lên tiếng phản đối gây gắt cuộc tập trận giữa Nga và Trung Quốc trên vùng biển phía Bắc của Nhật Bản. Nhật Bản đã gửi một cái lời phản đối mạnh mẽ của với Nga trong hàng loạt các cuộc tập trận mà Nga đang thực hiện ở bên khu vực biển và cái khu vực đảo mà Nhật Bản cho rằng thuộc chủ quyền của họ và ghi vi phạm nghiêm trọng vào cái chủ quyền khai thác về đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Giữa lúc mà Nga và Trung Quốc đang có cuộc tập trận tại đây. Bản tin mới nhất cho biết thì cuộc tập trận này là Vostok năm 2020 bắt đầu từ hồi đầu tháng tới bây giờ và lãnh đạo nội các của Nhật Bản là ông Bộ trưởng Hirokazu Matsuno đã lên tiếng chỉ trích cả Nga lẫn Trung Quốc nói rằng cuộc tập trận này đang nhắm vào hai trong bốn đảo có sự tranh chấp về về chủ quyền giữa Nga và của Nhật Bản và phía Nhật Bản gọi đây là lãnh thổ phía bắc của họ. Trong khi đó thì phía của Nga cho rằng một phần đây là lãnh thổ của họ và phía Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ đã bắt đầu quan sát 6 chiếc tàu chiến hạm của của Nga và của Trung Quốc ở xung quanh bờ biển Nhật Bản cách khoảng 190 km ở phía tây của cái đảo gọi là Kamui à, gần ở Hokkaido vào ngày thứ bảy. Bản tin mới nhất cho biết là Nhật Bản vẫn tiếp tục quan sát các biến chuyển những chiếc tàu chiến này với sự lo ngại đầy nghiêm trọng và chúng tôi sẽ có những hành động cứng rắn cảnh báo và giám sát tất cả những cái việc mà xâm nhập vào cái uh, vùng hải phận hoặc là đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Ông Masuno đã phát biểu trong cuộc họp báo. Trong khi đó thì. Uh, trong một bản statement của bộ quốc phòng Nhật Bản đưa ra vào ngày chủ nhật cho biết là Trung Quốc đã có các cuộc tập trận trên e tức là trên không ở trên bộ và kể cả các cuộc tập trận hải quân và một phần trong cuộc tập trận này và lực lượng hải quân của Trung Quốc đã bắt đầu tham gia với Nga từ lúc mà bắt đầu cái cuộc tập trận Vostok năm 2022, Nhật Bản đã gia tăng cái mối lo ngại sự đối đầu căng thẳng ở tại Á châu và kể cả việc Nga xâm lăng Ukraine và đồng thời e ngại rằng trung quốc đang có những hành động quân sự bành trướng ở tại khu vực biển đông á đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng phản đối mạnh mẽ của nhật bản ngay sau khi mà phía của nga và trung quốc đã có cuộc tập trận ở phía bắc và gần cái đảo tranh chấp giữa nga và nhật đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực á châu ngày hôm nay và liên quan tới đài loan ngày hôm nay đầu tiên hết là lời phà phát biểu của nữ tổng thống Thái Anh Văn, lực lượng quân sự của Đài Loan mạnh hơn bao giờ hết tiếp theo các cuộc tập trận của à, Trung Quốc, lực lượng quân sự của Đài Loan đã trở nên mạnh mẽ và có khả năng hơn bao giờ hết sau các cuộc tập trận của Piole, tiếp theo việc viếng à, thăm của bà Nancy Pelosi, đó là lời khẳng định của nữ tổng thống Thái Anh Văn. Tôi tin rằng thông qua chuyện này lực lượng của chúng ta đã bắt đầu có những cái chuyên nghiệp và có những cái khả năng mạnh mẽ và đầy đủ hơn trong cái cuộc đối phó với sự đe dọa bà thái văn đã phát biểu trong một cái vụ chuyến đi thanh sát cái đơn vị số 5 của không quân đài loan được xem là nằm ở phía đông của đảo quốc này ở tỉnh hoa liên và bất kể tất cả những thách thức thì đảo quốc này vẫn đang tìm cách vô trương tất cả những cái khả năng quân sự của họ để đối phó với sự đe dọa của Piolé bà Thái Anh Văn cho biết. Và lực lượng của Đài Loan, đặc biệt là lực lượng không quân và hải quân của họ đã được đặt trong tình trạng báo động từ hồi tháng 8 sau khi mà PLA đã thực hiện hàng loạt các cuộc tập trận xung quanh đảo quốc này để trả đũa cho chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi Và bà Thái Anh Văn cho biết là đơn vị không quân số 5 à, tức là à, của Đài Loan là một đơn vị rất quan trọng trong việc mà đối phó với tất cả những cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Trung Quốc. Và bà ca ngợi à, lực lượng này đã có những kế hoạch động rất tuyệt vời để mà tuần tra tất cả xung quanh eo biển đài loan bà thái văn cho biết rằng sẽ có thêm tất cả những chiến thuyền và những chiến đấu cơ sẽ được à, cung cấp cho các lực lượng lục quân và hải quân cũng như không quân của Đài Loan để đối phó với tình trạng mà Trung Quốc đang sử dụng các kỹ thuật tung tin giả, tin nhiễu, kể cả việc mà gửi cái tròn tới à, cái vùng màu xám ở tại à, eo biển Đài Loan để uy hiếp tới người dân Đài Loan và gây thao túng về mặt tâm lý đối với người dân Đài Loan. Vào tuần trước thì bộ quốc phòng Đài Loan cho biết, PLA đã sử dụng các cái tàu ngư phủ và à, đội lốt ngư phủ, tức là những tàu dân quân ngư phủ cọ để à, xâm nhập vào cái vùng hải phận của Đài Loan và đồng thời đã gửi một số những cái bong bóng trong đó à, gần như là đã mang tính chất gọi là đã thăm dò về tình báo với đảo quốc Đài Loan nơi nằm ở vùng gray zone tức là vùng màu xám. Đây được xem là cuộc đối đầu mới nhất của phía Đài Loan đối với lại phía của Trung Quốc. Cùng một lượt trong ngày hôm qua Đài Loan cho biết họ lại phát hiện thêm 17 chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc và bốn chiếc tàu chiến của Trung Quốc vây quanh xung quanh đảo quốc Đài Loan vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ hai. Bản tin mới nhất cho biết là 17 chiếc máy bay này của lực lượng PLA gồm có 10... Hai chiếc C-11 đã băng ngang qua làng tranh đỏ ở phía tây nam của eo biển Đài Loan ở vùng nhận dạng phòng không. Trong đó, bốn chiếc bomber X-6 và một chiếc trinh chinh sát cơ gọi là YX đã bay ở khu vực này cùng với lại một chiếc YX khác, tức là một chiếc trinh sát cơ khác mà có khả năng chống tìm thủy đỉnh cùng với một cái tròn gọi là BZK007 đã bay gần phía Tây Nam nơi nằm trong vòng kiểm soát của Đài Loan và vùng nhân dạng phòng không của Đài Loan. Ngay sau đó thì Đài Loan cho biết họ đã gửi các cái chiến đấu cơ và kể cả một số tàu chiến sử dụng hệ thống hỏa tiễn phòng không và radar để mà lên tiếng cảnh báo các cái hoạt động này của PLA. Trong tháng này thì Đài Loan cho biết là họ đã phát hiện được 101 chiếc máy bay dân quân sự của Trung Quốc và 25 chiếc tàu chiến của Trung Quốc đã vây xung quanh đảo quốc này. Và kể từ tháng 9 năm 2020, Bắc Kinh đã thường xuyên có những vụ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất giữa lúc đang có tình hình căng thẳng ở khu vực này. Cùng một lượt trong ngày hôm nay Đài Loan cho biết họ sẽ tập trung vào phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để mà có mặt lại trong cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc là hàng không dân dụng ICAO khi mà gặp gỡ tại Canada. Một cái việc mà được xem là di chuyển trên toàn cầu đã bị giới hạn sau cái đại dịch 19 và trong đó thì phía Đài Loan cho biết Họ vẫn tiếp tục cái vai trò của họ trong cái tổ chức hàng không dân sự quốc tế gọi là, tắt là ICAO Một cơ quan của Liên Hợp Quốc mà phía Trung Quốc đã cố tình trục xuất Đài Loan ra à, Phía Liên Hợp Quốc đang có cái cuộc cà họp vào tháng tới à, Đặc biệt là sau cái phiên họp của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc diễn ra ở tại Montreal, Canada Trong đó thì đã có sự phản đối của Trung Quốc Tuy nhiên Đài Loan đã không được mời trong cái à, à, phiên họp của, của tổ chức ICAO Họ đã bị loại trừ ra từ năm 2013 và chỉ được đón chào với tính cách là một cách đặc biệt mà thôi. phía cơ quan ngoại giao của Đài Loan lên tiếng cho biết họ đang làm việc để cấp tốc để mà có thể thực hiện lại cái vai trò của Đài Loan trong cái cơ quan hàng không dân dụng ICAO và trong đó Đài Loan vốn là một thành viên. Tuy nhiên từ năm 2013, Trung Quốc đã tìm cách loại trừ vai trò của Đài Loan ra khỏi cái cả hãng cái cả cơ quan hàng không dân sự này của quốc tế. Và giờ đây, Đài Loan cho biết phiên họp diễn ra tại Montreal vào tháng này thì phía Đài Loan sẽ tăng cái việc vận động để quay trở lại cái à, à, tổ chức ICAO tương tự như là tổ chức Y tế Thế giới mà Trung Quốc đã tìm cách cô lập Đài Loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Trung Quốc ngày hôm nay trong khi đó thì chiếc tàu quân y của Hoa Kỳ ở quần đảo Solomon đã cho thấy rằng là ông thủ tướng của quốc gia này đang chơi cái trò quyền lực một trong những uh, chuyên gia về khu vực nam thái bình dương có tên là cleo pascal đã lên tiếng và nói rằng thủ tướng của quần đảo solomon là ông Manasseh sogavet uh, đang có uh, cố tình sử dụng cái lá bài để có thể uh, uh, gọi là tống tiền thêm đối với khối tây phương giữa lúc mà ông ta đang uh, tiếp cận gần với lại phía của bắc kinh lời phát biểu của uh, cái uh, bà chuyên gia này được đưa ra sau khi bà quần đảo solomon chỉ cho phép tàu quân y của hoa kỳ được cập vào bến cảng này nhưng không cho phép các tàu quân sự khác của Hoa Kỳ được uh, tiếp cận vào bến cảng này mặc dù quần đảo solomon trước đây đã có hiệp ước với hoa kỳ và bà pascal được xem là một viên chức cao cấp của tổ chức có tên gọi là lực lượng quốc phòng bảo vệ cho nền dân chủ tức là foundation for defense of democracy nói rằng vị thủ tướng này đang sử dụng lá bài kết thân với trung quốc để mà tống tiền thêm hoặc là làm khó thêm đối với lại các viên chức của tây phương và khối đồng minh đây được xem là một lời cáo buộc mạnh mẽ của một chuyên gia về nam thái bình dương nơi mà bắc kinh đang nhúng cái quyền lực và cái phát triển mạng lưới quân sự của họ xuống đây sau khi mà họ ký kết một cái hiệp ước quân sự với lại quần đảo Solomon trong đó cho phép các lực lượng binh sĩ của Trung Quốc có quyền vào Solomon không cần chiếu kháng và có thể đem vũ khí vào đảo quốc này dẫn tới tình trạng lo ngại của Úc và các quốc gia đồng minh bao gồm luôn cả Hoa Kỳ là Solomon đang mở cửa cho Trung Quốc đặt một căn cứ quân sự tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á à, Châu ngày hôm nay trong khi đó thì úc ra lệnh là phải duyệt xét lại tất cả những cái dữ liệu của công ty tiktok khi mà công ty này đã bắt đầu tìm cách gọi là giữ các cái dữ liệu và chuyển cho nhà nước cộng sản trung quốc à, cơ quan đặc trách về an ninh nội địa của trung quốc à, của úc đã lên tiếng và ra lệnh cho các viên chức đặc trách về không gian mạng là phải điều tra toàn bộ về việc mà an ninh và an toàn trong các dữ liệu của công ty tiktok mà họ thu lượm từ các người sử dụng Claire O'Neill được xem là một trong những bộ trưởng đặc trách về không gian mạng đã lên tiếng kêu gọi những người công dân Úc mà sử dụng TikTok là nên lưu ý về việc mà họ cung cấp các cái thông tin cá nhân của họ trên trang mạng này. Tôi nói ra, nói với các người Úc, nếu quý vị đang sử dụng TikTok và nên suy nghĩ về dữ liệu của quý vị có thể đã bị uh, thu và đã bị chuyển cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và chúng tôi không chắc chắn 100% là những dữ liệu này được an toàn và nó không được sử dụng với mục tiêu xấu. Đó là lời phát biểu của O'Neill, đã phát biểu trên đài truyền hình của Úc là đài ABC à, vào ngày năm Tây. Chúng ta cần phải lưu ý về cái tuổi sử dụng các cái uh, uh, mạng TikTok này. TikTok được xem là một trang mạng của công ty Bydance, một công ty nằm dưới quyền thao túng và quản lý chặt chẽ của Cộng sản Trung Quốc. Đang có rất nhiều những giới trẻ Á Châu thích dùng TikTok và họ đã thu lượm tất cả những cái thông tin và tin tức cũng như là những cái dữ liệu của các giới trẻ này và cung cấp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Một điều mà phía Hoa Kỳ lo ngại và đã nghiêm cấm khá nhiều và giới hạn hoạt động của công ty này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của... Trung Quốc ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ thì như thường lệ chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, Phong vẫn nhắc lại hôm nay là ngày thứ ba, ngày mai thứ tư là ngày mà Phượng Mai Official Channel sẽ live trực tiếp buổi lễ dỗ tổ sân khấu truyền thống hàng năm. Và ngày mai, tức là ngày 7 tây tháng 9, lúc 7 giờ 30 tối, chúng tôi sẽ live trực tiếp. quý à, ý, anh chị em nghệ sĩ nào muốn tham gia trình diễn hát cúng tổ thì vui lòng liên lạc với nghệ sĩ Lê Tính qua số điện thoại là 714 7145107033 714 để chúng tôi tiện sắp xếp chương trình. Và số điện thoại của Lê Tính có mặt trên màn hình. Quý vị nào muốn tham gia, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với nghệ sĩ Lê Tính. Đó là cái thông báo của phòng. Và bây giờ thì chúng ta lại như thực lệ bước qua phần đọc comment và thảo luận nha. Rồi lướt qua tất cả những lời chào hỏi của quý vị. À, vì sao nga vẫn chưa xâm chiếm được ukraine có phải nga đã cạn kiệt vũ khí chưa biết được nhưng mà tin tức ngày hôm nay nga đã mua thêm các cái hỏa tiễn và đạn pháo à, trọng pháo từ phía của bắc Hàn điều này cho thấy rằng là có vẻ như nga đã khó sản xuất được thêm đạn dược và vũ khí bởi vì lệnh cấm vận tại vì sản xuất đạn dược và vũ khí nó phải từ à, à, cái à, kim loại tức là đồng rồi à, sắt nhôm tất cả mọi thứ rồi cộng thêm thuốc nổ rồi những cái nguyên liệu đó để chế tạo đạn dược thì quý vị giờ phút này nga bị cấm vận do đó nó ảnh hưởng tới cái việc sản xuất về đạn dược vũ khí của nga và do đó bây giờ nga phải nhập cảng tròn từ ở iran nhập cảng hỏa tiễn và đạn pháo trọng pháo từ bắc hàng nha rồi tiếp tục Hai anh Phong, à, Nga và China tập trận vì mục tiêu cho là Nhật à, biết ngày hôm qua Nhật cho 8 chiếc tàu khu trục hiện trên Nam, trên biển Tân Bảo. Nói no, cuộc tập trận này đã được giữ, đã được à, à, sắp xếp từ à, từ trước rồi, nó gọi là Vostok năm 2022. Trong cuộc tập trận này thì hầu hết có nhiều quốc gia mà đã được mực mời tập trận, trong đó có cả Ấn Độ, trong đó có cả Iran và một số những quốc gia khác. Tuy nhiên, cái cuộc tập trận ngày hôm nay là cái kịch bản đối phó tìm thủy đỉnh của kẻ thù nó diễn đang gây trên cái khu vực biển tranh chấp của nhật bản và của nga ở tại phía bắc của nhật bản gọi là lãnh thổ phía bắc à, gọi là đây được xem là cái cuộc tranh chấp gây gắt và nhật đã gửi một lá thư phản đối đối với nga nha rồi à tiếp tục ok à thủ tướng mới của anh bà lee Job là người có chính sách cứng rắn với cả nga lẫn trung quốc Do đó thì bây giờ đang là cuộc thử nghiệm và khi mà bà Liz Truss thắng cử thì có nghĩa là Âu Châu sẽ có một số khác biệt bởi vì bà rất cứng rắn với một số quốc gia Âu Châu trong đó Pháp đang đo lường. Pháp thì đang đo lường bởi vì Pháp đang có một số tranh chấp với Anh. Do đó thì bây giờ chúng ta chờ xem thời gian sắp tới bà mới tuyên thệ nhận chức ngày hôm nay thôi. Chúng ta chưa có thấy rõ ràng cái chính sách của bà làm sao nhận định. Trừ khi là sau một tuần nhà nhận chức những nhân vật bà bổ nhiệm vào nội các Và thứ hai bà đưa ra những tuyên bố về chính sách đối ngoại như thế nào thì chúng ta mới biết được Còn bây giờ bà mới nhận chức tất cả những gì bà nói trong cái lúc mà bà tranh cử chỉ là những ngôn ngữ trong lúc tranh cử thôi còn chính thức bây giờ nhận chức thủ tướng rồi thì chúng ta chờ thêm vài ngày nữa để bà đưa ra cái chính sách đối ngoại như thế nào nha. Rồi tiếp tục. À, một nhóm người dân ý xuống đường biểu tình đốt cháy nhiều hóa đơn điện vì giá quá cao không những ý mà ngay cả cộng hòa séc nga hồi cuối tuần qua cũng vậy hồi cuối tuần qua là cả chục ngàn người đã biểu tình ở tại thủ đô của cộng hòa séc để mà yêu cầu quốc gia này phải làm việc với nga để giảm đi giá hóa đơn tiền điện bây giờ hóa đơn tiền điện của âu châu được biết tăng lên tới ba quý vị tăng lên tới ba trăm và không những là âu châu đâu trong cái tháng trước ngay tại Mỹ nè hóa đơn của điện của tôi cũng tăng gần 300 đó tức là xưa, xưa nay á, tôi trả tiền điện ở tại California độ khoảng 300 đô la 300 đến 300 mấy thôi và tháng rồi đó quý vị hai tháng liên tục đó, tôi phải trả cái hóa đơn tiền điện gần 1.000 đô la cũng gần 300 rồi nha rồi tiếp tục à wow à lúc qua ok nếu philippines cho mỹ đặt căn cứ trung cộng có dám lộng hành nữa không anh phong chưa biết được để coi coi có thể thời gian đầu họ sẽ diều hâu lên gân và lộng hành nhưng mà thời gian sau đó khi mà đối đầu với lại lực lượng hoa kỳ thì họ sẽ ớn họ sẽ giảm đi hiện nay thì họ đang có sự đối đầu đó chứ không phải không đâu tại lực lượng tuần duyên của hoa kỳ đang hoạt động trên biển đông và gần ở khu vực trường sa nơi mà philippines cũng đang có sự đối đầu với cái lực lượng nhà dân quân ngư phủ của trung quốc và tàu hải giám của trung quốc tại đây cùng với lại tàu hải quân của Trung Quốc luôn. Có điều là Hoa Kỳ vẫn chưa chưa nhúc nhích gì nhiều, chỉ đứng ở vị trí quan sát bởi vì Hoa Kỳ đang chờ tín hiệu từ phía Philippines. Do đó thì ngày hôm qua ông đại sứ nói như vậy thì chúng ta chờ kế tiếp coi ông Ferdinand Marcos Jr sẽ có cái chính sách thế nào về vấn đề tranh chấp chủ quyền nha. Rồi tiếp tục. Ok, à Nếu Biden mở lại nhà máy dầu thì có giúp ích gì được cho Eurocon không, phòng. Không? Thứ nhất là Joe bên không có đủ tư cách đóng cửa nhà máy dầu, nghe tin tức mà nghe không rõ ràng. Ok. Thứ nhất là chỉ đóng lại cái ống dẫn khí dầu Keystone Pipeline từ Canada xuống phía của Houston khi mà ông ta nhận chức. Đây là ống dẫn khí dầu. Giờ ống dẫn dầu quả chứ không phải là nhà máy. Thứ hai là ông ta cấm khai thác các cái vùng đất liên bang cho vấn đề năng lượng dầu khí và khí đốt thiên nhiên. Chứ ông ta không hề cấm bất kỳ một cái nhà máy sản xuất dầu nào ở Hoa Kỳ hoạt động cả. Ông ta không có cái quyền đó. Phải nghe rõ bản tin đã nha. Và nếu như Hoa Kỳ sản xuất lại năng lượng thì sẽ cung cấp một phần cho Âu Châu. Vừa rồi là Hoa Kỳ không có sản xuất nhưng mà ông ta xuất kho một triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ cách đây gần 5 tháng, tháng 10 này đủ 6 tháng rồi. Trong số 180 triệu thùng dầu thô thì trong đó quý vị một Hoa Kỳ dùng chưa tới một nửa. Số còn lại là xuất cản ra bên ngoài và đám Âu châu mua. Ok. Rồi tiếp tục. Wow, à Nga thực tế là yếu, Trung Quốc yếu hơn vậy tấn công Đài Loan gần như không tưởng. Làm sao biết được? Trung Quốc thì chỉ biết là yếu cỡ nào về tiềm lực kinh tế, họ đã thao túng rất nhiều nơi. Và cái cơ chế Liên Hợp Quốc họ đã thao túng rất nhiều quốc gia. Thì tôi không biết là quý vị đang nói yếu là yếu chỗ nào. Cho tới giờ phút này, Trung Quốc vẫn chiếm số hơn ở trên cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. 193 thành viên. Trung Quốc vẫn chiếm được cái sự gọi là lá phiếu của những quốc gia khác nhiều hơn. Do đó, họ đã thành công trong rất nhiều những cái việc phản đối ở Liên Hợp Quốc thì nó yếu ở chỗ nào tư thế chính trị của trung quốc chưa yếu nhưng quân sự của trung quốc thì lại không biết còn kinh tế thì trung quốc đang rơi vào cơn khủng hoảng đó là cái mà chúng ta nhận định chứ đừng nói yếu 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 cái gì ok phải nói rõ ràng chứ đừng có nói khơi khơi kiểu đó nha rồi à đức pháp chỉ còn hai chọn lựa một là nhập khẩu năng lượng giá cao từ Hoa Kỳ hay là hủy bỏ khí hậu toàn cầu để tự sản xuất nếu không thể mua của Nga và của Trung Quốc. No. tôi bảo đảm với quý vị, trong số mà bán năng lượng khí đốt nhiều nhất cho Đức trong thời gian qua là Trung Quốc. Trung Quốc có mối quan hệ rất mật thiết với lại Trung Quốc, với lại Nga, với lại Đức. Và Đức từ xưa tới nay vẫn phản đối rất nhiều những cái chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc. Chỉ có những cái mà Đức phải đi theo ý của Hoa Kỳ thì lúc đó họ phải chấp nhận thôi. Bây giờ quý vị, tất cả cái nguồn mà sản xuất về nguyên liệu của Đức cũng nằm trong tay của Trung Quốc. Năng lượng lại tại Trung Quốc đã xuất cản khá nhiều cho Đức. Do đó, tôi chưa biết được Đức sẽ như thế nào, có dám đối đầu với Trung Quốc hay không. Thì tôi chưa biết. Đức cần giải quyết bài toán năng lượng của họ và họ không muốn chi tiền nhiều cho Hoa Kỳ. Họ đã từ chối mấy lần rồi. Hoa Kỳ đã đề nghị mấy lần rồi, nhưng họ chê à, năng lượng của Hoa Kỳ quá mắc và tiền vận chuyển quá mắc, họ không chịu. Cho nên bây giờ quý vị, họ mua từ Trung Quốc rẻ hơn, và họ mua từ Nga rẻ hơn. Cho nên với, với tôi, tôi không biết là Đức sẽ có chọn lựa như thế nào. Mặc dù trên nguyên tắc, sau Anh, thì đồng minh thân cận của Hoa Kỳ nhất tại Âu Châu là Đức. Nhưng có vẻ như mấy chục năm nay Đức lạm dụng rất nhiều. Đức lạm dụng rất nhiều cái uh, tư thế đồng minh với Hoa Kỳ nha. Rồi à uh, cuộc tập trận này có mời nước vệ không anh? Trên danh sách thì không có. Trên danh sách tập trận này thì có Ấn Độ, có Iran, có uh, Bắc Hàn, có Nga và uh, và Trung Quốc và Tajikistan. Tôi không thấy tên của uh, Cộng sản Việt Nam được mời trong đó nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nga quảng bá vũ khí nhiều, vũ khí tối tân cuối cùng đi mua vũ khí của Bắc Hàn quả thấy tức cười bởi vì Nga không thể sử dụng được những vũ khí tối tân đó. Chưa sử dụng được. Những vũ khí đó nếu sử dụng là vi phạm vào trong các cái thỏa ước của quốc tế, cho nên chỉ thể chỉ có thể sử dụng những cái vũ khí thuần túy thôi. Nhưng mà vũ khí thuần túy thì cái lượng sản xuất của Nga là giới hạn. Do đó, họ có xu hướng là bây giờ phải đi mua tròn của Iran rồi đi mua à, hỏa tiễn và trọng pháo của bắc hàn nha rồi tiếp tục ok nga mua vũ khí của bắc hàn thì sẵn đợt này xem vũ khí bắc hàn có hiệu quả như thế nào vũ khí của sao chủ nghĩa phơi ra hết theo em nghĩ dạ yeah. để coi kỳ này coi như thế nào bắn thử rất là ngon lành vũ khí bắc hàn bắn thử thì chúng ta thấy ok lắm nhưng mà bây giờ à, thực tế thì như thế nào nha ok <laughs> Tôi trả tiền điện 8 9 ngàn một tháng nuôi gà mấy tháng trước tiền điện có 4 4 5 4 tới 6 ngàn thôi. Giá giá cả năng lượng của Hoa Kỳ đã tăng gần như gấp đôi. Quý vị nào mà làm các cái trại gà hoặc là các cái công xưởng đó thì quý vị nên nhớ là rất cẩn thận bởi vì giá năng lượng đã quá cao. Giá điện đã quá cao rồi. Nhất là những công xưởng ở California. Ở Texas hay là ở Louisiana, ở những tiểu bang Georgia đó, uh, North Carolina thì giá năng lượng còn đỡ một chút. Nhưng mà riêng California thì trên trời rồi. Riêng California là trên trời rồi. Cho nên quý vị, những công xưởng sản xuất dần dần sẽ rời khỏi California. Nếu California không có một cái giải pháp giải quyết vấn đề này, và coi bộ họ không có giải pháp, trừ khi họ cho phép xây thêm nhiều nhà máy điện nguyên tử. Còn nếu không quý vị, họ tiếp tục lệ thuộc bởi vì tôi nói nền kinh tế California không có thể nào mà giảm được giá cả chi phí của người dân là bởi vì tất cả đều nhập cảng. Điện nhập cảng từ Texas, nước nhập cảng từ Colorado, rồi hàng hóa mỗi ngày nhập cảng từ Á Châu. California là nền kinh tế lệ thuộc tất cả các quốc gia khác và các tiểu bang khác. Do đó, những người sống ở California sẽ phải trả cái giá chi phí rất cao và không giảm được là như vậy bây giờ quý vị có nói rằng là à, mong sao cho đổi qua đảng cộng hòa để giảm đi chi phí dù bây giờ đảng cộng hòa mà kiểm soát toàn bộ cali cũng không giảm được chi phí cho quý vị trừ phi là phải có những cái chính sách xây dựng cái nguồn tự chủ về năng lượng và nguồn nước nếu không california vẫn lệ thuộc và nó vẫn mắc như thường còn những cái quý vị ở tiểu bang xa tăng một chút đỉnh tăng gấp đôi nhưng mà vẫn còn rẻ hơn california rất nhiều nha rồi tiếp tục à, Quân sự thì Hoa Kỳ vẫn hơn Trung Cộng mạnh về quyền lực mềm Còn ngang mạnh về, về nhu cầu khí đốt và năng lượng Nếu mà nhận định theo chiều hướng này Thì cũng tương đối chính xác Tức là nói về lực lượng quân sự Trên mặt trên cái uh, Gọi là cái officially đó chính thức đó Thì Hoa Kỳ vẫn là lực lượng quân sự mạnh nhất Bởi vì Hoa Kỳ có mặt trong các cuộc chiến trên thế giới trong các cuộc chiến trên thế giới đều có mặt của Hoa Kỳ hết. Họ chi phối rất nhiều cuộc chiến mà họ không bị suy yếu. Còn Trung Quốc thì mạnh về quyền lực mềm, tức là một vành đai một phần đường của họ đã khống chế rất nhiều những quốc gia. Và các quốc gia đó đều bỏ phiếu theo Trung Quốc. Từ Việt Nam, Lào, Campuchia cho tới à, à, Miến Điện ở khu vực Á Châu, rồi qua tới Âu Châu, một số quốc gia, à, nhiều quốc gia tại Âu Châu cũng bỏ phiếu cho Trung Quốc. Gần như là toàn bộ Phi Châu. Hai phần ba các quốc gia Phi Châu bỏ phiếu cho Trung Quốc rồi tại Trung Đông, các quốc gia khác cũng bỏ phiếu cho Trung Quốc luôn, kể cả những đồng minh của Hoa Kỳ. Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập thống nhất, rồi Bahrain, Kuwait, những quốc gia này đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Nhưng họ cũng bỏ phiếu cho Trung Quốc. Trong khi đó, những đối những cái quốc gia như là Iran thì khỏi nói rồi. Thì quý vị thấy đó, cái cái tư thế quyền lực mềm của Trung Quốc ở tại Liên Quốc rất mạnh. Do đó, 3 năm liên tục Hoa Kỳ đã thúc đẩy và liên hiệp Âu châu 27 quốc gia. Đẩy Đài Loan trở lại cái uh, tổ chức y tế thế giới vẫn không được. Là bởi vì Trung Quốc khống chế nhiều quốc gia hơn. Trong khi đồng minh Hoa Kỳ không được bao nhiêu hết, chưa tới 50 quốc gia nữa. Ở trong cái Liên Hợp quốc trong tổng số 193 thành viên. Do đó quý vị, cái nếu mà nói về quyền, quyền lực đó thì uh, Trung Quốc chỉ suy yếu vấn đề kinh tế. Tức là họ đang đối diện với khủng hoảng kinh tế. Họ đang đối diện với tình trạng động đất ở tại Tứ Xuyên, à, hạn hán ở tại khu vực phía Nam. Thiếu nguồn nước, thiếu nguồn điện, cung cấp điện như vậy. Không phải khí đốt như quý vị. Khí đốt họ tặng dư, tại vì không có sản xuất. Nhưng mà điện họ thiếu, họ vẫn cúp điện luân phiên ở Tứ Xuyên đó, ở Thành Đô đó. Thì về kinh tế, Trung Quốc đang đối diện với rất nhiều những thử thách. Nhưng mà về tư thế chính trị của họ chưa hề suy chuyển và lực lượng quân sự của họ thì chúng ta không biết tập trận khoe khoang nhiều lắm chúng ta không biết được nha rồi tiếp tục <laughs> wow à lướt qua những cái à, ok ta à, quân sự à, thấy từ quân sự năng lượng hoa kỳ vẫn đứng nhất nhì chỉ là đám cấp tiến kiềm chế à, kềm hãm sự thật mong ông trump quay trở lại ghế tổng thống thật sự thì nói chung hoa kỳ có tư thế đều đều tức là họ có thể chi phối tất cả các lĩnh vực khác nhau mà không bị suy chuyển, do đó họ được xem là mạnh nhất thế giới. Kinh tế của họ cũng đều tăng trưởng đều giống như là cái quân sự, rồi cái à, mặt trận chính trường về chính trường quốc tế, tức là trên à, trên chính sự quốc tế đó thì tiếng nói Hoa Kỳ vẫn được xem là coi trọng nhất. Vẫn được xem là coi trọng nhất thì họ rất là đều, nó không có lệch như Trung Quốc hay là Nga. Nga có thể khoe khoang mạnh về vũ khí và năng lượng, nhưng cuối cùng bây giờ cuộc chiến của Ukraine cho thấy vũ khí họ, cái cấp trung của họ vẫn không có gì đặc biệt hết và thứ hai, họ chỉ nắm về năng lượng thôi. Còn kinh tế của họ thì bết bát. Do đó, mỗi quốc gia có cái còn Trung Quốc thì bây giờ đang có tư thế về mặt chính trị ở trên liên quốc. Nhưng bù lại, kinh tế của họ thì bây giờ đang rơi vào khủng hoảng. Và họ đối diện với nhiều thách thức còn Hoa Kỳ nó nằm đều hết Thì nó mình cảm thấy là Hoa Kỳ mạnh thôi nha Rồi à Khí hậu toàn cầu kêu gọi dùng xe điện Mà Cali thì thiếu điện Kêu gọi hạn chế sạc điện Cuối cùng phải sử dụng xe xăng Nhưng mà cuối cùng nó vẫn ra, ra lệnh Là sẽ tới năm 2035 Nó chấm dứt xe xăng luôn Cái này là xác lệnh Do chính Gavin Newsom ký Với sự bỏ phiếu Của quốc hội Của California Vậy thì mai này ông thống đốc khác lên không có lật được nữa. Trừ khi là được quốc hội thông qua. Quốc hội California thông qua. Còn nếu không, không lật được cái chính sách này. Và như vậy, tất cả xe xăng đều bị cấm ở California hết. Sau năm 2035. Nha. Yeah. Rồi, tiếp tục. À, mong Nga cắt đứt nguồn năng lượng cho người Pháp, Đức biểu tình. Họ đã cắt rồi. Họ đã cắt mấy ngày nay, cả tuần lễ nay rồi. Thì bây giờ Pháp Đức đang sử dụng cái nguồn dự trữ và nguồn cung cấp tạm thời một phần đến từ Trung Quốc. Có nghĩa là Nga cũng không dứt khoát lắm đâu. Họ chơi cái trò tức là officially chính thức anh không nhập cản được từ tôi. Nhưng mà sau lưng tôi anh muốn mua qua anh mua. Đó là cái cách của Putin. Vẫn mở con đường cho đám Âu Châu đó. Thì cái nước đằng sau mà buôn bán làm làm broker trung gian ăn lời đó là Trung Quốc. Nga vẫn bơm khí đốt cho Trung Quốc. Rồi trung quốc muốn bán cho ai đó nga không biết thì bản tin của tờ insider ngày hôm qua quý vị coi đó lúc mà tôi phân tích trong cái hiệu tên nhật ký đó là trung quốc bán cái nguồn khí đốt thẳng dư cho phía của âu châu bởi vì các công ty sản xuất của trung quốc không thể sản xuất được nữa lệnh lockdown và tình trạng đơn đặt hàng không còn nữa cho nên họ phải shut down cho nên cái nguồn khí đốt thẳng dư đó bây giờ trung quốc đem bán lại cho âu châu thì coi như là giống như bài phân tích ngày hôm qua của tôi Putin đang ép Âu Châu đi cửa hậu với Trung Quốc nha yeah. rồi à, phương Tây có thể thỏa hiệp với Nga không về vấn đề năng lượng và Nga có chấp nhận thua cuộc khi NATO cứng rắn loại bỏ Nga thứ nhất phương Tây thỏa hiệp như thế nào có chấp nhận để cho Ukraine mất thêm một phần lãnh thổ hay không và cho tới giờ phút này tôi biết NATO là lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới nhưng tới bây giờ thì NATO vẫn đang yếu hèn không đủ cứng rắn. Tôi chưa thấy một cái lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới mà hèn tới mức độ như vậy. Không dám dùng quân sự đối đầu với Putin. 31, 30, bây giờ là 32 quốc gia rồi các bạn Sắp sửa là 32 quốc gia rồi. 30 quốc gia mà không dám đối đầu với Nga. Đáng lý ngay từ đầu đưa lực lượng NATO vào Ukraine thì đã không xảy ra cuộc diện ngày hôm nay. Nhưng mà ai phản đối? Ukraine tham gia vào giờ NATO vậy? Đức, Pháp, hai quốc gia này phản đối quyết liệt nhất. Thì quý vị, bây giờ họ phải đối diện với cái hậu quả do chính họ gây ra. Nếu trước tháng 2 năm nay mà họ quyết định đồng ý và thúc đẩy Hoa Kỳ đưa quân vào Ukraine thì tôi đảm bảo đảm với quý vị, Putin sẽ không dám tấn công Ukraine. Nhưng mà quý vị nhìn thấy rõ ràng cái suy yếu của NATO. 2014 khi mà Nga xác nhập Crimea vào lãnh thổ của Nga. Đám NATO cũng đứng ngó chả làm được gì hết. Cùng lắm đó. Obama với đám này cũng giống như Joe Biden bây giờ. Ban lệnh cấm vận thôi. Và trong 8 năm qua cấm vận Nga có chết không? Bây giờ không những công chết nó đánh thêm các phần khác nữa. Bây giờ chiếm toàn bộ Donbass luôn. Nó mới nhả ra là mới bị thua trong cái trận đánh ở Kherson thôi. Tức là phía Nam thôi. Nhưng mà bây giờ Nga đã kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass rồi. Đám NATO vẫn dậm chân tại chỗ. Giờ chỉ có kết nạp thêm thành viên thôi. Cái này quý vị, đó là sự suy yếu của NATO. Nếu mà trước tháng 2, NATO đưa quân vô, thì tôi bảo đảm quý vị Putin không dám tấn công Ukraine. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À, wow. Nếu Biden ký thành công hiệp ước với Iran hai đảng Cộng Hòa, Đảng Cộng Hòa nắm 2 phần 3 lưỡng viện quốc hội Thì có thể thông qua hủy bỏ công anh giác Nếu họ nắm 2 phần 3 Và họ bỏ phiếu chống cái hiệp ước này Thì trên 2 phần 3 Của cả lưỡng viện quốc hội Thì Joe Biden mất quyền phủ quyết Ông ta sẽ bị mất quyền phủ quyết Đây là cái mà Ông à, ông Joe Biden Cái mà chúng ta thấy là thực tế Và cái uh, quy tắc nó là như vậy Nhưng mà để đảng Cộng Hòa chiếm được 2 phần 3 đó Là chuyện không tưởng họ chiếm được nhiều hơn đa số quá bán thì ok kể cả thượng viện lẫn hạ viện nhưng mà chiếm được 2 phần 3 ở hạ viện đó trong tổng số 435 ghế và chiếm 67 ghế ở thượng viện đó là impossible chuyện này gần như là chuyện không tưởng luôn nha yeah. rồi tiếp tục à về lâu dài có hy vọng Đài Loan độc lập không anh? Nó, no. Đài Loan đã tuyên bố độc lập Nhưng vẫn chưa được sự thừa nhận của Hoa Kỳ và các đồng minh thì bây giờ ai cũng dự đoán là từ đây cho tới trước khi bà Thái Anh Văn hết nhiệm kỳ 2024, các dấu hiệu đưa ra trong thời gian vừa qua cho thấy Hoa Kỳ dần dần tháo gỡ tất cả những cái khó khăn đối với Đài Loan để đi tới bước cuối cùng là xóa bỏ cái chính sách One China Policy. Và lúc đó, họ thừa nhận Đài Loan độc lập và ban giao chính thức với Đài Loan. Vấn đề ở chỗ là Đài Loan đã độc lập. Đài Loan đâu có dính dáng gì tới Trung Quốc đâu. Họ có quân đội riêng, có chính phủ riêng, có nền kinh tế riêng mà. Vấn đề là cái sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế chưa có. Chứ không phải là Đài Loan, không phải là Đài Loan bây giờ đang lệ thuộc vào Trung Quốc. Chính quyền cho Trung Quốc nắm nắm. nó no. Đài Loan đã độc lập rồi. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À... Ok. À... Nga có thể thắng Ukraine trong thời gian mùa đông sắp tới không đó là điểm mạnh của Putin chưa biết được cho tới giờ phút này họ thua đã ở Kherson họ rút quân ở Kherson ở phía nam thì à, phiếu phía à, Zelensky đã chiếm lại được một phần ở Kherson nhưng mà họ vẫn kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass ở phía nam ở phía, ở phía ở phía ở phía đông thì bây giờ vẫn chưa biết được Putin như thế nào ông ta tung tin ra là sẽ mua vũ khí của Bắc Hàn tức là mua à, trọng phá mua hỏa tiễn thì cái đó là tin tin do phía ông ta và phía nga tung ra thì chúng ta chưa biết được là thực lực của họ còn được bao nhiêu cho tới giờ phút này nga vẫn không có ý định dừng lại cuộc chiến còn đám âu châu thì đang đối diện với cái nghiệt ngã cuộc chiến này đã mang tới giá cả năng lượng cao ngất trời rồi thì nó sẽ dẫn tới tình trạng nổi loạn nếu mà giá cả năng lượng vẫn tiếp tục ở mức này không giảm xuống thì tôi bảo đảm với quý vị âu châu trước sau cũng loạn âu châu trước sau cũng loạn nha rồi tiếp tục ok nga gì nato mà đưa quân vào từ đầu thì chiến tranh hạt nhân đã xảy ra anh phong rồi không có luôn tại vì nga chưa kịp bắn thì hạt nhân đã 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 xóa sổ nước nga rồi không có luôn nếu ngay từ đầu nato đưa quân vào ukraine đó thì ông cố nội Nga cũng không dám tấn công. Mà cũng ông cố nội Nga cũng không dám sử dụng vũ khí nguyên tử nữa. Tại vì nó nằm sát Moscow lắm. Và lúc đó quý vị, lạng quạng Nga chưa kịp bắn lên thì cái nguyên tử đó nó nó đã xóa sổ nước Nga rồi. nha Rồi tiếp tục. Ok. À. Ok nga NATO không cần đưa quân vô trước đó mà chỉ cần Ukraine được gia nhập thì NATO thì chiến tranh đã không xảy ra có thể nhưng mà đưa quân vô vẫn hay hơn gia nhập thì phải đưa quân của họ qua chứ giống như là trường hợp của Thụy Điển và Phần Lan đó vấn đề là vấn đề còn lại là đám Âu Châu weak quá suy yếu dẫn tới cái cục cái cục diện này nha rồi à, liệu mùa đông năm nay Âu Châu có trụ nổi à, à, gì đây không hiểu luôn uh, cố đấm chiều chuộng và uh, Ukraine không anh phong tôi không biết được mùa đông năm nay là bây giờ các quốc gia Âu Châu đang tìm cách gọi là dự trữ năng lượng nếu như mùa đông năm nay nhiệt ngã hơn thì sao đó mùa hè vừa rồi là đâu quý bị thấy kali nè tới thứ sáu tuần này mới hết nóng tới thứ sáu tuần này mới hết nóng bây giờ tôi nóng khủng khiếp luôn tôi còn phải đi ăn đi sửa cái máy lạnh của cái studio nè Âu Châu cũng vậy đang rơi vào cơn nóng khủng khiếp thì quý vị nó đã ảnh hưởng tới cái nguồn năng lượng rồi bây giờ nếu như mùa đông mà bão tuyết hay là tuyết là cái cái thời tiết lạnh nó kéo dài ra và nó lạnh hơn thường lệ và thậm chí có luôn bão tuyết mà lại không đủ năng lượng nữa thì sẽ như thế nào tôi nghĩ rằng là Âu Châu sẽ phải đối diện với lại một cái sự thách thức rất lớn trong vài tháng nữa nha rồi à... ok theo anh thì Ukraine khi nào hết kết thúc anh phong tôi cũng chả biết được nữa nhưng mà dự đoán là cuối năm nay cũng chưa kết thúc cuối năm nay vẫn chưa kết thúc dù rằng là à, phía Ukraine vẫn giữ được cái phần của họ một phần nào và vừa thắng được thêm cái phần mà kiểm soát ở phía nam nhưng mà cuộc chiến này tôi đã nói cái vị nó lình xình mà tôi nghĩ rằng đây là chủ trương của Putin, ông ta chỉ cần duy trì cuộc chiến. Ông ta không cần thắng trong cuộc chiến. Ông ta chỉ cần duy trì cuộc chiến đó thôi. Là Âu châu tốn lực rất nhiều. Hoa Kỳ tốn lực rất nhiều đó. Chưa chi là Biden đã xin thêm ngân sách cho Ukraine rồi. Rồi quý vị, Âu châu á vừa phải tài trợ cho Ukraine, vừa phải chống đỡ cái việc thiếu hụt năng lượng. Cái cuộc chiến này nếu mà ông Putin ông ta duy trì thôi thì thắng bại giữa ổng với lại ukraine, ukraine chưa biết nhưng mà đám âu châu là bại từ trên xuống dưới cuộc chiến càng kéo dài âu châu càng thất lợi bây giờ lúc trước chúng ta nghĩ rằng kéo dài cuộc chiến nga thất lợi vì lệnh cấm vận ảnh hưởng nhưng bây giờ nga chơi ngược lại chính họ muốn kéo dài cuộc chiến để coi coi họ chết trước hay âu châu chết trước đây là cái chơi cái trò cân não cái gọi là cái trò là đấu trí này tôi thấy quý vị là chưa biết được nhưng rõ đàn Putin đang có ý định kéo dài cuộc chiến nha rồi à wow không chỉ có tiền điện mà tiền nước cũng lên California thôi ở Texas không có California đó là tiền điện tăng tiền nước tăng bởi vì hạn hát. Còn Texas hay các tiểu bang ở miền Nam thì họ không có tăng tiền nước. Có tăng chút đỉnh là do ảnh hưởng cái nguồn năng lượng cung cấp cho thủy điện hay là uh, cung cấp cho cái ngành nước chứ họ không tăng nhiều. Nhưng California thì tăng. California thì tăng khá nhiều và bây giờ thì quý vị đó, tôi nói quý vị. Hôm qua là Gavin Newsom đã ban hành lệnh khẩn cấp. Các hãng điện đã tuyên bố là có thể sẽ cắt giảm cái nguồn của, cái nguồn sử dụng của người tiêu dùng là bởi vì uh, cái trận cháy rừng ở Bắc California. Nó đang đe dọa tới ngành điện ở Bắc California. Nó đang đe dọa rất trầm trọng. Và cái khí nóng cả của cả California đó, nó khiến cho cái lượng sử dụng năng lượng tăng quá nhiều. Bây giờ California đang chuẩn bị đối diện với cơn khủng hoảng điện đó nha. Rồi tiếp tục à. Rồi à Texas đang có bão đầy mưa cho nên khí hậu nó mát Còn Cali thì nóng gần chết Tôi đang muốn bây giờ bay về Texas Ở đây nóng quá trời luôn Quý vị biết ngày hôm qua tôi ghé studio Lúc khoảng từ 1 giờ trưa Làm việc tới tới 3 giờ Mà quý vị ở ngoài đó 107 độ Mà cái studio tôi lên nằm ở đường Webinter Tức là gần khu vực biển đó mà nó lên tới 95 độ ở bên ngoài gần biển mà 95 độ thì quý vị nghĩ là ở trong các cái khu vực mà thung lũng là bao nhiêu? Nội cái này không là quý vị thấy rồi đó. Bây giờ là phải đối diện với sự tiêu hao về năng lượng rất là nhiều. Rồi cảm ơn tất cả các khán giả ở khắp nơi. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký vào buổi chiều. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của khán giả. Và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.